Bá Long xin kính chào tất cả các quý khán thính giả yêu thích kênh Chuyện Kể Hè 2020. Hôm nay Bá Long chia sẻ các bạn một câu chuyện tư vấn hỗ trợ cho một bạn trẻ để cai bỏ cái thuốc lá điện tử và bóp chiêu. Thì thông qua cuộc nói chuyện, bạn cũng có cái nguyện vọng là muốn đem câu chuyện trải nghiệm của mình để chia sẻ ra cho các thế hệ trẻ, nhất là các bạn học sinh lớp 7, lớp 8 và sinh viên đang bị vướng vào rất nhiều. Đó, tức là báo động đỏ về tác hại của thuốc lá điện tử hay còn gọi là bóp chiêu. Bạn cũng coi trên YouTube, coi kênh Chuyện Kể 2020 thì bạn ấy liên hệ với tôi. Tôi cũng rất là ít thời gian trả lời hết được vì tôi hỗ trợ rất nhiều bạn vướng vào những cái chất gây nghiện đủ thứ, đủ loại. Thì những cái bạn ấy vướng vào những cái chất gây nghiện đó, tôi bao giờ tôi dành cái thời gian nhiều nhất để chia sẻ với các bạn ấy. Bạn ấy nhắn ở trên Zalo cho tôi thì cái đầu tiên bạn ấy điện là: cháu chào chú Long, cháu có coi video của chú trên kênh YouTube của chú, thì nghe chú kể rất nhiều về những cái câu chuyện cuộc đời của chú và kể về những cái chất thứ độc hại mà chú đã trải qua, những cái chất gây nghiện mà chú đã trải qua, thì cháu thấy nó đúng với lại cái hoàn cảnh cháu bây giờ, nên là cháu mong rằng là chú quay được cái tin nhắn này thì chú trả lời cháu để và cháu có một số việc để nhà chú tư vấn hỗ trợ. Đó là cái tôi đọc tin nhắn thế thì tôi liên hệ lại với bạn ấy. Bạn chia sẻ tôi là bạn năm nay bạn ấy 32 tuổi rồi. Bạn ấy có gia đình và một đứa con trai 7 tuổi, nhưng mà cuộc sống của bạn ấy, hai vợ chồng bạn đã chia tay, đã ly hôn. Thì bây giờ bạn ấy sống với lại mẹ già và đứa con trai 7 tuổi. Thì bạn ấy chia sẻ với tôi là vì công việc nó vướng vào công việc, tức là nó mệt mỏi, nó căng thẳng. Thế là bạn ấy mới tìm đến bóp chiêu để bạn ấy hút. Thì đầu tiên thì tôi cũng chưa hiểu là bóp chiêu là như thế nào. Tức là tôi chỉ biết được là cái thế hệ trẻ ngày trước ấy, là cái thế hệ như cái video trước tôi chia sẻ các bạn, thì là các bạn trẻ các bạn ấy dùng cái thuốc lá điện tử. Dùng cái thuốc lá điện tử đó là nó sành điệu mà. Các bạn cho rằng là hút cái đó nó không độc hại gì. Và hai là nó rất là sạch sẽ, nó rất là thơm mồm. Đó, mà hai là cái nồng độ nicotine trong đó nó cực kỳ mạnh. Mà hút một thời gian là mình nghiện, mà nó sẽ hủy hoại đến cái phổi của mình và cái hệ thần kinh của mình. Thế sau thì hút cái đó một thời gian xong thì ngày trước thì ngày đó thì một cái bình bóp chiêu của nó là như các bạn chia sẻ với tôi là 200 mấy 300, thì nó hút được mấy ngàn hơi. Có những cái bình đó thì hút lên buổi tối, hút lên thì cái đít nó có nó nhấp nháy cái đèn. Thế về sau này các bạn ấy sành điệu lên thì ví dụ bạn ấy vào những cái quán khè, mấy những cái quán mà nhậu mà quán khè, quán tiếc bóng cười cái thì các bạn ấy dùng những cái bình, các bạn mua cái bình, các bạn sử dụng cái bình, tôi nhìn thấy cái bình rất đẹp, cái bình nó dài hơn cái bình bom mà thuốc lá điện tử rất nhiều, nó dài cỡ 20 phân, hơn 20 phân đó. Thì nó có một cái dàn đèn, nếu mà hỏi bạn thì bạn nói là cái bình này phải mua cái bình nó hơn 1 triệu, một cái bình đấy là nó có cục sạc, hết điện hết pin thì sạc vào và mua cái loại tinh dầu vào để đổ vào cho cái tinh dầu đó để hút. Thì cái tinh dầu đó về sau này tôi mới biết được đấy chính là chất CBD. Nó cũng là một trong những chất gây nghiện mà nó gây cho ảo giác. Các bạn chia sẻ thì tôi hiểu như thế, nó khiến cho mình hưng phấn cái tâm tinh thần mình lên và ảo giác nó là gây nghiện. Thì hôm nay thì tôi hỏi thì tôi cũng nghĩ là như kiểu là cái thuốc lá điện tử là trước thôi, nhưng bạn chia sẻ là không phải. Thì tôi hỏi kỹ ra thì bạn mới chụp lên cho tôi cái hình đó. Thì bạn ấy kể là cái thời gian đầu cháu hút, lần đầu tiên cháu hút chỉ một hơi thôi là cháu ảo, cháu sập liền, là cháu nằm cháu phiêu phiêu rồi. Thế sau hút đến hai hơi rồi đó là đã phê và đã sập xuống là phê là nằm lịm đi rồi, là ăn được ngủ được. Thì bạn ấy công việc, bạn nói là do công việc nó, tính chất công việc của bạn ấy nó căng thẳng nên là bạn phải hút cái đó. Thì bạn ấy nghe người ta nói là cũng là bị rụ rỗ theo hình thức như thế, tức là hút cái này vào thì nó sẽ ăn được ngủ được. Thế là bạn hút vào thì lần đầu tiên bạn hút một hơi bạn sập liền thì ăn được ngủ được. Thế hôm sau thì bạn hút lên hai hơi. Thế thì bạn mới chia sẻ là qua câu chuyện của bạn mới chia sẻ là chỉ khoảng nửa tháng sau thôi là bạn ấy nó hút lên đến ngày đến 2 cây rồi. Thì tôi cũng chưa hiểu là cây như thế nào. Thì tôi nói là bây giờ cháu phải chia sẻ là cháu hút sử dụng cái loại gì nó như thế nào, cái trạng thái như thế nào, chú sẽ chia sẻ cho cháu cái cách để mà mình có thể là mình vượt qua nó. Thì bạn mới chụp hình bạn gửi lên cho tôi. Thì tôi nhìn thấy hai cái bình này thì bạn mới nói hai cái cây đó. Thì bạn mới nói là tôi mới hỏi là bóp chiêu là cái gì, cháu đã sử dụng cái gì, ke kẹo cỏ hay cái gì không. Thì bảo là không chú ạ, cháu chỉ mỗi sử dụng bóp chiêu thôi, còn thi thoảng thì mới chơi cỏ thôi, ke tức là khay đó, thi thoảng thôi, nhưng mà gần như là chỉ đa số là chơi bóp chiêu thôi. Và bạn ấy nói là bạn bóp chiêu bạn hút thuốc lá truyền thống. Thì tôi hỏi thuốc lá truyền thống là gì, thì bạn nói là thuốc lá điện tử đó, nó như nó là cái cây thuốc lá điện tử ngày xưa, nhưng mà nó lại tẩm những hóa chất gây nghiện vào trong đó.
bạn mới nói là cái như là cũng như là cái thế hệ ngày trước của các chú đi ra đường là nhà nhà đập đá, thanh niên là thanh thiếu niên là ai cũng vướng vào đá. Thì bây giờ cái bóp chiêu của nó cũng thông dụng đúng như đá ngày xưa, thì tôi mới giật mình. Cái này nó lại càng ngày nó lại càng tinh vi hơn, những cái chất gây nghiện, những cái chất độc hại nó càng ngày càng tinh vi hơn để nó lừa, đánh lừa, vì nó cái đối tượng nó nhắm vào chính là những học sinh, mà chính là những trụ cột của đất nước. Thì bạn nó chia sẻ là một cái bình đó nó trị giá khoảng 550 cho đến 650, mà như cái bình thuốc lá điện tử ngày xưa các bạn chia sẻ tôi thì có thể hút được 3-4 ngàn hơi, nhưng bạn nói là bây giờ cái này chỉ hút được 600 đến 700 hơi là nhiều thôi chú ạ, nhưng thực ra là còn nhiều khi còn không đến. Thì bạn ấy nói là đầu tiên một ngày bạn chỉ hút được có hút một hơi là bạn sập liền, bạn ngủ và ăn được liền. Thế nhưng mà bạn hút đến khoảng dòng tầm là khoảng nửa tháng thì một ngày bạn phải hút 2 cây đó, tức là 2 cây đó khoảng 1.2 triệu đến 1.3 triệu, trong vòng một nửa tháng là bạn hút phải đến cái tầm như thế, tức là 2 cây đó một ngày tính ra hơn 1.000 hơi. Mà lúc nào tôi tính là như thế, mà bạn nói là bây giờ hút thì nó sẽ chai đi chú ạ, bây giờ hút là cháu hút là nó chai, không còn cảm giác phê mới cảm giác sập như ngày xưa nữa. Như là tôi chia sẻ các bạn ấy, tất cả những cái thức gây nghiện nó là như thế, đầu tiên nó chỉ là một thôi, còn về sau nó sẽ ăn lên hàng ngày, ăn lên hàng ngày, tốc độ nó ăn lên rất là nhanh. Làm mình sử dụng những cái loại chất gây nghiện thì nó lúc nào nó có cái cảm giác là ham muốn, là truy cầu, truy tìm lại những cái cảm giác khoái lạc khi mà cái lần đầu tiên mình sử dụng, cũng như lần đầu tiên mình sử dụng một hơi là mình sập liền, mình phê liền, mình sướng liền, bất kể cái loại nào cũng vậy. Tôi nghĩ là những cái chất gây nghiện nó đều như nhau cả, nó chẳng qua nó chỉ là bình mới mà rượu cũ thôi. Ví dụ như là cái lần đầu tiên thì mình hút được cái mình sập, mình phê, mình sướng lắm, thì bắt đầu lần sau thì mình cứ phải đi tìm, truy tìm cái cảm giác mình sướng mà mình phê, mình khoái lạc như lần đầu tiên thì mình phải tăng lên, thì mình càng không thấy tìm được cái cảm giác, nó không đủ được cảm giác, thì mình càng hút tăng lên, nó tăng lên hàng ngày, tăng lên hàng ngày, nó lên nhanh như vậy. Thì cái thời gian đầu tiên thì bạn còn có tiền thì bạn còn sử dụng được, rồi bạn còn kéo dài, để bạn hút khoảng tháng hơn tháng là bạn kiệt quệ kinh tế, bạn không thể chịu nổi. Nên bây giờ nó hút mới nửa tháng mà 2 cây đã hơn 1 triệu một ngày rồi, thì không thể nào mà tiền đâu mà chịu nổi, chai hết thuốc rồi, nó không có cái độ phê, độ ảo nữa, thì bắt buộc lại phải sử dụng thêm những cái loại khác, những cái loại chất gây nghiện khác để tăng độ lên. Thế cứ quay đi quay lại, cuối cùng nó gì, dẫn đến con đường cuối cùng nó là gì, vẫn là chơi hề thôi. Và sau nó là đến 4 bức tường. Tôi chia sẻ các bạn là cái chất gây nghiện nó sẽ dẫn cho con người ta nó cứ dẫn dần, nó đầu là con người ta, nó đưa người ta đến cái hoàn cảnh nó dần dần như thế. Bạn mới chia sẻ là sau khi mà bạn ấy sử dụng đến như thế thì bạn ấy quá sợ rồi, thì bạn ấy mới, tức là khả năng không còn nữa, mà bạn ấy lúc này bạn ấy nghĩ đến mẹ già và đứa con của mình, thế nên bạn ấy không dám chìm đắm vào nữa, và bạn ấy mới quyết định là bạn ấy dừng. Thì bạn qua những cái video của tôi thì bạn ấy xem mà bạn quyết định bạn ấy dừng, bạn ấy bỏ. Thế là bạn ấy chia sẻ là cái khoảng tuần đầu tiên là bạn không ăn không uống gì được, không ăn được nhưng chỉ uống nước thôi, tức là không thể ăn được mà mất ngủ, tức là đầu óc nó căng thẳng, mất ngủ mà người nó ngơ ngơ mà nó mệt mỏi. Thế sang đến cái tuần thứ hai bắt đầu bạn ấy cố quyết tâm này, bạn ấy dáng thì bạn ăn được một vài cái bánh ngọt. Thế là sau 14 ngày thì bạn ấy nói là bạn ấy sụt từ 11 đến 12 kg, thì người nó mệt mỏi mà nó cứ ra cái mồ hôi nó nhớt. Kể là khi mà trong khoảng thời gian đó thì người nó mệt mỏi mà nó khó chịu, nó phải kéo dài cái tình trạng 14 ngày là không ăn không ngủ như thế, thì tôi nghĩ là nó cũng không kém gì phần hề. Sau 14 ngày ấy thì bạn nói là cái mồ hôi của bạn nó ra nó rất là nhớt, nó rất là hôi, mà hay là cái không nhớ được, cứ ngơ ngơ, người cứ ngơ ngơ ngáo ngáo gì đó. Và nó còn một cái cảm giác là khi mà bạn ấy trong tai bạn lúc nào có nghe, cũng kiểu có cảm giác như là có người nói vào tai bạn, nói vào những cái ảo giác, nói vào những cái thứ rất là ma quỷ ở trong cái tai của cậu. Thế bạn ấy cứ nghe là trong có người nói trong tai mình nói. Thế bạn đến lúc bạn phải chấn tĩnh, bạn nhìn cố ra thì nó không phải là sự thật, mà nó chỉ là ảo giác. Đấy là những cái trải nghiệm mà bạn ấy chia sẻ. Theo như tôi cảm nhận được, tôi hiểu được về những cái chất gây nghiện mà khi mà mình không sử dụng nó thì nó phải trải qua những cái thống khổ, những cái người, những cái đau đớn về cái tinh thần, thể xác. Mà bạn ấy nói bạn ấy rất là thèm, rất là nhớ. Sau một tuần thì bạn thèm lắm, bạn nhớ lắm. Rất nhiều bạn học sinh lớp 7, lớp 8 bây giờ đang vướng vào cái đó. Và đấy nó chúng là chính là cũng là cái thắc mắc của rất nhiều những cha mẹ, rất nhiều những phụ huynh cha mẹ mà điện đến tôi để hỏi tư vấn, để nhờ tư vấn về những cái thuốc lá điện tử. Nó thì giờ khi qua câu chuyện của bạn này tôi mới hiểu được, đấy là chính là bóp chiêu, nó tẩm bạn ấy. Bạn nói rằng là nó tẩm thêm những chất gây nghiện vào trong đó, nó hút nó dạng nó như kiểu là bạn ấy chia sẻ là hút nó dạng như kiểu là nó như kiểu là cỏ Mỹ và cần sa tổng hợp, nó hóa chất nó trộn lẫn vào như thế. Thế cho nên là bạn nói là chú ơi, thì những bạn học sinh bạn không thể chịu nổi đâu, bạn hút một hơi là bạn sập liền,
mà nó ảo giác kinh khủng. Các bạn hút rồi các bạn ấy kéo dài cái thời gian thế, nó lên nhanh như thế thì nó gần như nó mất trí nhớ, nó cứ ngơ ngáo ngáo nhiều khi mà người mà nó rất là mệt mỏi. Mình đã hút sâu vào rồi, đã hút nhiều rồi thì nếu như mình chậm rồi mình không hút thì mình không ăn không ngủ được. Mà hút mà không đủ thì cũng không ăn không ngủ được. Khi mình hút mình có phê rồi thì người mình nó rất là chậm, kiểu là người vì mất kiểm soát, mất trí nhớ. Thì bạn nói là nó ảnh hưởng như thế. Thì bạn nói là chú ơi, cháu có cái ước nguyện của cháu là cháu chia sẻ cái tác hại về cái bóp chiêu này mà cháu hiện tại là cháu trải nghiệm, cháu trải qua như thế để cho các bạn trẻ là thức tỉnh, các bạn trẻ nhất cái bạn học sinh bây giờ, học sinh sinh viên bây giờ đang bị vướng vào rất là nhiều. Chỉ sau một thời gian rất ngắn rồi nó lại từ thuốc lá điện tử nó lại tiêm nhiễm vào đó, tẩm vào những cái hóa chất gây nghiện như thế để nó đầu độc thế hệ trẻ đi, và nhất là học sinh sinh viên bây giờ bị vướng vào rất là nhiều. Cũng có rất nhiều người, rất nhiều cha mẹ là có hỏi tôi về những vấn đề đó. Thì bây giờ phải làm cách nào để cho nó không sử dụng cái đó nữa, nó có nên đưa vào trung tâm cai nghiện hay không hay như nào. Thì thông qua cái câu chuyện của bạn này tôi mới thế muốn chia sẻ cho các bạn về đó, về cái sự báo động đỏ, về cái tính chất gây nguy hiểm của cái thuốc lá điện tử, cái bóp chiêu bây giờ đó. Mà thế hệ trẻ bây giờ nó trở thành nó phổ thông quá rồi. Bạn ấy chia sẻ thì bây giờ nó phổ thông như kiểu là cái thế là ngày xưa mà cái thế hệ như là tụi tôi mà đập đá, bây giờ nó còn phổ thông hơn nữa. Vì nó bán công khai như thế. Đó. Nên là nó như ngày xưa đá điếc là còn bị sợ, là còn bị pháp luật là ngăn chặn, là bắt bớ. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn những cái này nó lại là không nằm ở trong cái phạm vi đó, nằm ở trong phạm vi mà pháp luật quản lý. Thế thì là nó ngang nhiên, nó tùy tiện là công khai bán ở trên mạng. Tôi cũng chưa hỏi rõ là bạn ấy mua đâu, nhưng tôi nghĩ là bán ở trên mạng. Hoặc là như cái thuốc lá điện tử này có khả năng bán ở những cái cửa hàng nào đó mà có cái ký hiệu riêng để cho các bạn ấy biết để cái điểm các bạn ấy mua. Sau khoảng 14 ngày thì bạn chỉ ngủ chậm bắt được khoảng 1 tiếng 2 tiếng thôi, mà ngủ thì hay giật mình. Nó cũng đúng như cái trạng thái mà cắt cơn hê như vậy. Ngủ được 1-2 tiếng là mừng lắm rồi, mà ngủ cái là hay bị giật mình. Mà giật mình nó ra mồ hôi, nó xúc ra những cái mồ hôi, nó rất là dơ, nó nhơ nhớp. Thì bạn đang hỏi tư vấn tôi là làm cách nào để chú tư vấn giúp cháu, hoặc là cháu có thể uống thuốc ngủ để cháu ngủ không. Thì không có loại thuốc nào có thể khiến cho mình ngủ được. Vì đây nó chính là những cái hóa chất để nó gây cho mình ảo giác rồi. Mình uống thuốc ngủ và nó chỉ giải quyết được cái tạm thời trước mắt thôi. Hàm lượng thuốc ngủ mình uống vào thì phải uống rất là nhiều thì mình mới ngủ được. Nhưng mà ngủ cái giấc ngủ của mình nó rất là ít thôi. Mình ngủ rất ít và mình ngủ dậy mình sẽ bị cuồng, mới lại càng nhớ nữa, mình lại càng nhớ càng thèm nó. Và bạn còn chia sẻ thêm là thì bạn chỉ cần uống một hớp nước ngọt vào thôi, lập tức là gì, nó sẽ bốc hết lên đầu, bốc hỏa hết lên đầu, nó bốc thẳng lên đầu, lên bốc thẳng lên não, bạn không thể chịu được. Như ngày trước là tôi sử dụng những cái loại cỏ như cỏ Mỹ đó, mới lại cỏ ca thì nó là cây nó cũng sao tận, nó không sao tận nhiều. Còn cái cỏ như ngày đó cỏ mặt quỷ mới là cỏ Mỹ về sau này thì tôi nghĩ nó qua sao tận. Nên là tôi hút vào tôi biết, tôi ngày xưa tôi sử dụng cái đó rất là nhiều, tôi hiểu được cái cỏ ngày xưa tôi hút đó. Thì những cái bạn trẻ, các bạn sinh viên ngày xưa đi chơi với tôi, bạn chỉ cần hút một hơi là bạn sập, bạn ấy bay, là bạn ấy lên trên bar, là bạn cái nhạc phiêu, là bạn bay, bạn nằm, bạn bay, bạn phiêu rồi. Đặc điểm của cái cỏ ngày xưa là về cái chuyện mà là thác loạn, mình cảm giác là không phải là người nữa. Tức là nó cảm giác là thời gian rất là lâu, nên là chính là những cái bạn sinh viên ngày xưa như tôi kể các bạn là mà đều nói câu với tôi là em biết sướng là em theo anh từ lâu rồi, vì chính là những cái chất đó. Và hút những cái chất đó thì các bạn hút nó tăng lên rất là nhanh. Cứ lần đầu tiên thì cũng là hút một hơi nó cũng như kiểu bóp chiêu này, thì mình sẽ cảm giác đấy là nó phê, nó sướng như vậy. Xong rồi sau mình cứ truy cầu cái cảm giác, truy cầu mình tìm cái cảm giác phê ngay từ đầu, cảm giác đầu tiên. Nên là mình cứ phải hút nhiều, hút tăng lên. Cái cỏ nó vốn dĩ bản thân chất nó rất là nóng, nó còn sao chậm tẩm những cái hóa chất và nó người cơ thể mình nó nóng lắm. Thì cơ thể mình hút vào cái thì mắt mình nó đỏ ảo, đỏ ửng lên, nó bên trong con người, mắt của mình nó càng ngày nó càng đỏ rực lên, nó đỏ lên, nó nóng, mà nó nóng nó bốc lên. Và cái cỏ, những cái cỏ, loại cỏ đó thì nó lại rất là phù hợp với lại bia đó. Thì còn bây giờ những cái bóp chiêu này bạn ấy chia sẻ là uống nước ngọt nó cũng lên, thì tôi đúng là tôi thấy nó càng ngày nó càng cái tính chất phá hoại, cái tính chất mà nó hủy hoại cái hệ thần kinh nó càng ngày càng kinh khủng. Ngày xưa nó chỉ uống bia uống cỏ, mà hút cỏ và uống bia thì nó lên ngay, nó bốc lên liền, bốc lên não, như bạn chia sẻ nó bốc thẳng lên não. Đó là bắt đầu là nghe nhạc là muốn nhảy, là muốn bay, là muốn éo rồi. Bên ba có lúc gần xuống nhạc phiêu, tôi hút cái cỏ đó vào thì DJ họ đánh, họ ghép nhạc, chỉ cần vấp như thế nào mà tôi cũng đều biết. Mà người mình nó rất là khó chịu, nó ngu ngơ mà nó chậm hẳn đi. Còn bạn chia sẻ tôi mới thấy ra được, nó còn hơn cả cái ngày xưa gọi là đập đá, tôi gọi là đá thịt người.
tôi mới nhìn ra được đó là cái tác hại của cái bóp chiêu, cái thuốc lá điện tử. Như ngày trước, cái video trước tôi chia sẻ các bạn, nó chỉ là thuốc lá điện tử, nhưng bây giờ nó vẫn là cái hình hài cái cây thuốc lá điện tử ấy, nhưng mà nó lại ba cái công nghệ sao tẩm, nó lại tẩm những hóa chất gây nghiện vào nữa. Càng ngày tức là nó càng dẫn dắt những cái thế hệ trẻ, là các bạn sinh viên, đối tượng nó nhắm vào chính là sinh viên học sinh, nó làm cho tê liệt cái dây thần kinh đi, tức là hoàn toàn bị ma quỷ khống chế. Trong vòng nửa tháng mà bạn hút đến 2 cây rồi, 2 cây là hơn 1 triệu một ngày, thì những cái bạn sinh viên học sinh, bạn lấy đâu ra tiền? Bạn hút bao giờ bạn truy cầu truy tìm cái cảm giác, mà lại bạn lại thể hiện ra mà là mình là người sành điệu, ở lớp mình là trẻ, mình sành điệu này, mình chơi này như kia. Thì chơi thì tôi không hiểu rằng là nhất là sinh viên thì mà cái những cái chất gây nghiện nó ăn lên hàng ngày, ăn lên ngày, nó cái cảm giác nó truy cầu, cảm giác phê sướng như thế thì không hiểu là các bạn sinh viên các bạn lấy tiền đâu. Thì nó khiến cho tức là gia đình thì cha mẹ sẽ không hiểu được là tại sao con mình nó sử dụng cái đó. Thì nó không phải là những cái chất gây nghiện mà nó xã hội đáng lên án, thế nhưng mà tại sao mà con mình nó cứ có cái biểu hiện như thế, nó ngu ngơ rồi nó chậm rồi nó hay cáu gắt đó. Xong rồi cái quan trọng nhất chính là kinh tế bị hao hụt, tiền bị mất liên tục đó. Rồi nó tự nhiên nó sinh ra thì giống vào những cái này thì sử dụng nó, mà những cái chất gây nghiện mà đến giờ thì không có, thì bắt đầu phải tìm cách này tìm cách kia để có tiền để sử dụng nó. Những cái người mà đang vướng vào, nhất là các bạn học sinh sinh viên thì đang vướng vào, thì gia đình không thể nào có cái lý giải, không thể giải đáp được. Mà chính mình nói con thì con nó cũng không thể biết, nó không, nó cái nó hút cái này thì nó thấy nó bình thường, nó không có gì. Vì các bạn cũng đâu có biết được, các bạn là học sinh mà, các bạn chưa ra đời nên các bạn ấy bị những cái bị chính ma quỷ nó đầu độc, nó dùng những hình thức đó, nó nhắm vào các bạn, nó dụ dỗ các bạn, nên là cái là các bạn vướng là các bạn ấy lập tức là các bạn ấy bị xa bẫy liền. Nó thì cũng như là cái câu chuyện mà tôi chia sẻ các bạn lần trước, ngày xưa có bạn sinh viên, bạn ấy nói là có bạn học của bạn ấy rủ bạn đi, xong cho bạn hút một hơi cỏ cái là bạn ấy sập luôn. Là bạn ấy nghe nhạc, bạn ấy ảo giác, bạn thấy đâu cũng ma quỷ ở trong đầu bạn ấy. Là bạn ấy từ đó đi bạn ấy sợ, mà bạn bị mất trí nhớ, bạn cảm thấy bạn hoang tưởng, bạn ấy sợ. Thế bạn mới nhờ tôi để bạn ấy chia sẻ, thì tôi chia sẻ cho bạn ấy. Và tôi gửi cho bạn ấy cái đường link để bạn vào bạn đọc cuốn sách. Đó. Thì bạn ấy thần kinh của bạn ấy tỉnh lại. Thì sau khi tôi tư vấn cho bạn xong, tôi mới chia sẻ cho bạn ấy, tôi mới gửi cho bạn một cái đường link. Thế bạn ấy, cái đường link thì bạn ấy bấm vào cái đường link đó, thì bạn ấy lúc sau bạn nhắn lại cho tôi, chú gửi cho con một cái là con vào con đọc cuốn sách đó luôn. Nhưng mà bạn đọc cuốn sách đó thì bạn nói là con chỉ đọc được mấy trang thôi, nhưng con đã hiểu ra được cái nguyên nhân của con rồi. Sử dụng vào những cái đó đấy, là chính là những rất nhiều người đã không lý giải được. Rất nhiều bạn trẻ mà chỉ vì ham muốn, hoặc là chỉ vì nhất thời, mà trong cái công việc của mình, cái hoàn cảnh những bạn chỉ là do công việc của bạn ấy nó là căng thẳng quá, mệt mỏi quá, nên bạn phải hút để bạn tìm cái cảm giác để bạn ngủ được và ăn được. Thế chính là bạn tìm cái giảm đáp đấy, thì nó đấy nó là một trong những nguyên nhân để nó dẫn người ta đến vào con đường để phụ thuộc, lệ thuộc vào nó. Còn các bạn sinh viên, bạn học sinh thì tôi nghĩ rằng là sẽ nó sẽ có dùng một hình thức khác để nó đầu độc. Hôm nay là tôi muốn chia sẻ các bạn cái câu chuyện mà trải nghiệm mà kênh Chuyện Kể 2020 tôi tư vấn cho các bạn trẻ, để các bạn cũng có bạn rất là dũng cảm, bạn có tấm lòng rất là cao cả, bạn cũng rất muốn đem cái câu chuyện của mình để bạn chia sẻ ra, để chú ơi chú làm cái câu chuyện này, chú chia sẻ ra cái trải nghiệm của cháu để cho rất nhiều bạn học sinh đó, để các bạn ấy thức tỉnh, bạn ấy tránh xa, bạn ấy đừng bị dụ dỗ để bước vào con đường thì sẽ hủy hoại đi cả cái cuộc đời của bạn ấy về sau này. Và thứ nhất là cái trí nhớ của bạn, rồi mọi cái nói ý tưởng của bạn ấy muốn là nhờ tôi thông qua cái câu chuyện, thông qua tôi để đưa truyền tải câu chuyện của bạn lên mạng xã hội để cho rất nhiều bạn trẻ tránh xa. Thì thực sự khi bạn nói thì tôi thật sự tôi cũng rất là xúc động, tôi cũng cảm thấy là đúng là bạn ấy, cái tấm lòng của bạn ấy nó rất, nó cũng tương đối rộng mở. Nghĩ đến khi mà cái tác hại mà mình đã phải trải qua, mình muốn đem cái điều đó mình chia sẻ ra cho xã hội, chia sẻ cho các bạn học, thì thực sự là tôi lúc đó tôi cũng cảm ơn bạn ấy. Cháu phải từ trải nghiệm được mà thực tế từ trong đó là cháu nói ra được những cái điều đó, vì chính những cái đó chú cũng chưa nói ra được, chú chỉ nói sơ sơ thôi, vì chú chưa trải nghiệm những cái đó, cái thế hệ chú thì nó chưa có những cái đó. Thì chú cũng đã có thử những cái đó, thử hút thuốc lá điện tử để chú nói ra, để những cái, vì chính chú thử thì cái tác hại là chú cũng bị nghiện lại luôn, nghiện lại cái thuốc đó, là chú phải dây dứt mãi, chú nó phải giằng xé mãi để chú bỏ. Chú làm ra cái video như lần trước mà chú chia sẻ cho các bạn về cái thuốc lá điện tử, nhưng thời gian nó rất là ngắn thôi mà nó đã biến chất ra như thế đó. Nó lại biến tướng ra những cái loại bóp chiêu này, nó khiến cho đó bạn trẻ trả giá một cái giá đắt như thế. Thì cuối cùng bạn nói là chú và cháu nghĩ đến còn mẹ già cháu và con cháu, nên là cháu không thể chìm đắm ở trong này được, nên là cháu phải thoát ra, nên là cháu quyết định cháu dừng luôn chú ạ, cháu dừng được 14 ngày.
Thì tôi nghĩ rằng đấy là cũng là một cái bài học, và cũng đấy là một cái, đấy là một cái báo động đỏ cho cái tất cả những cái cha mẹ mà đang có những con em mình đang ở cái lứa tuổi học sinh, để làm sao để mình có những cái khi mà phát hiện ra con mình có những cái biểu hiện, có cái trạng thái, thì có thể kịp thời để mà cùng với lại gia đình và xã hội, nhà trường và xã hội để ngăn chặn cho các cháu. Nên hôm nay tôi chia sẻ với các bạn về câu chuyện mà trải nghiệm giữa tôi với bạn. Xin cảm ơn. Cuối cùng tôi cũng xin dừng ở đây.